Chào mọi người, hôm nay hướng dẫn anh em cách thay dây đàn classic nhé. Thì trước tiên là mình có 6 cái dây. Thì để phân biệt các dây thì các bạn cứ nó có 3 cái dây là có bọc và 3 dây là không bọc. Nhiều bạn cứ bảo mình là 3 cái này là dây sắt, thực ra là nó là có phủ lớp kim loại bên ngoài thôi, còn thực ra bản chất nó vẫn là dây ni lông. 3 dây này là 3 dây ni lông. Thì các bạn cứ to số to thì nó sẽ to. Đấy, 3 2 1. Cái này cũng thế, 6 5 4. Hoặc là có những cái dây nó sẽ đánh số như này. Dây các bạn không quan trọng đâu, các bạn cứ lựa các bạn thấy là to các bạn lắp ở trên là được. Ok, thì bây giờ cứ để lẻ lắp dây, chúng ta sẽ lùa qua cái lỗ. Đấy, được chưa? Thì khi nó sẽ có đoạn dây thừa như này. Thì các bạn có thể lựa chọn là các bạn quấn ngược lên trên. Đấy, tức là dây 1 quấn xong bó dây 2. Đấy, nhưng mà mình sẽ lựa chọn mình quấn xuống dưới. Mình chưa giải thích cái này để giải thích luôn, các bạn sẽ chưa hiểu mà mất thời gian. Đây, mình quấn xuống dưới. Mình sẽ lựa chọn như sau này. Khi mình lồng vào đây, nó sẽ có hai phương án. Phương án thứ nhất là mình lồng từ trên xuống nó sẽ thì dây thừa nó sẽ nằm ở phía trên. Đấy. Còn mình thường ấy, mình sẽ quay xuống dưới, mình lồng đấy, vòng từ dưới lên trên, đấy như này. Đấy. Giờ mình sẽ vòng lấy hai vòng, mình kéo này. Đấy. Đây, dây thừa để đây. Sau đó là cái dây tiếp theo. Đấy, dây 5 này, mình vòng vào đây. Đấy, mình ôm luôn cái thằng thừa của thằng dây 6 lại này thì nó sẽ đẹp hơn, nó gọn hơn. Tiếp tục làm như vậy luôn. Đấy, vòng dưới hai vòng hít. Đấy, tiếp tục. Đấy, 1 này, 2 này. Những dây bé các bạn có thể là vòng nhiều hơn để cho nó chắc hơn. Ví dụ dây số 2, dây số 1 thì mình sẽ vòng 3 vòng. Đấy, để cho nó đỡ bị rút đấy các bạn. Đây là cái mắc cái sơn cho nó. Đây, mình lại tiếp tục mình lồng vào đây. Tùy nhá, các bạn để dài dây bao nhiêu là dài, nhưng mà cuối cùng thì các bạn cắt bớt đi cũng được. 1 2 hít này. Đó, gọn nó, quá gọn luôn. Tiếp tục dây tiếp theo. Dây số 2 này. Dây số 2 thì dây số 2 dây số 1 thì mình sẽ vòng nhiều vòng hơn. Đấy, mình sẽ vòng 1, 2 này, 3 vòng rút này. Đấy. Dây số 1 thì mình sẽ vòng 3 vòng và mình sẽ ấy nó ngược lại nhé các bạn nhé. Kiểm tra cái lỗ này nó đang mắc tắc ở giữa này. Cái này là đàn mới, thật ra là có thể là khi người ta sơn đấy thì là nó bị tắc ở giữa này, thì mình lại phải lấy cái gì mình thông. Lấy cái sắt thì nó sẽ cứng hơn. Đàn các bạn thì sẽ không bị đâu, bởi vì là đang lắp sẵn rồi. Cái này kiểu sơn nó vào một tí thì lập tức là nó bịt mất cái lỗ mà. Đấy. Và cái đối với dây này thì mình sẽ lồng ngược lên, bởi vì là mình cần cái đầu thừa nó quay về phía bên này. Mình sẽ lồng từ trên xuống dưới này. Đấy. Đấy. 3 vòng, mình sẽ lùa vào trong này. Rất là gọn luôn. Sau đó là thừa thì chúng ta sẽ cắt bớt. Trong trường hợp là các bạn không muốn nó rườm rà quá. Đấy, ví dụ như mình đây, mình thấy là sau khi mình thít ở đây thì mình cứ thừa chỗ này, mình cắt bớt đi, nhất là để cho nó đẹp hơn. Thứ hai là khi bạn gẩy nó rung thì nó va vào cái đấy, nó tè một tí, các bạn không biết cái gì. Phía trên thì các bạn cắt bớt cái phần thừa đi đã nhá. Có dây 3 dây trên ấy, thì nó sẽ có phần thừa, nó cắt đi, cắt cho nó gọn. Các bạn lấy kéo cắt được, cái dây ni lông rất là dễ. Dây sắt thì các bạn đừng lấy kéo, phải kéo cắt mẻ kéo luôn đấy. Đây thì phía trên thì cái khóa nó sẽ có cái lỗ như này, các bạn lùa qua cái lỗ. Đấy. Thì đối với những cái này mình sẽ quay vòng quay lại luôn, vòng về bên này. Đấy, mình rút quay lại, mình lùa vào đây. Đấy, tùy nhá, có cái khóa thì nó vừa được hai lượt dây thì các bạn lùa được, không thì các bạn dùng cách khác. Đấy. Đây, mình dùng cái máy khoan, bởi vì là mình làm nhiều nên là mình phải sử dụng máy cho nó nhanh. Đấy. Quấn vậy thôi, rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái buộc kiểu buộc số 2 trong trường hợp là nó không vừa nhé. Đây, mình sẽ quay lại này, quay lại này, được chưa? Mình sẽ lồng vào đây, lồng vào đây này, xong mình thít vào đây. Nhiều kiểu khác nhau các bạn ạ. Nói chung là kiểu nào kết quả cuối cùng chúng ta vẫn là để chúng ta buộc dây. Đấy, như này cũng được, như này là hơi chéo một tí, không sao. Đấy, như này
buộc kiểu này thì lúc tháo ra nó hơi phức tạp một tí thôi. Đấy, mà nó buộc kiểu đầu tiên nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thực ra mình buộc kiểu nào cũng được thôi. Đấy. Chưa? Rất nhiều kiểu buộc khác nhau, nhưng các bạn cứ lựa cái kiểu đầu tiên của mình dẫn ấy, thì như thế nó dễ hơn, đỡ phải quay đầu. Đấy, với các bạn thì cái việc thay dây đàn Li Classic nó chỉ có vậy thôi. Các bạn có thể là vừa xem video của mình vừa thay, thì đẹp hay không thì chúng ta lại phải qua nhiều lần chúng ta thực hành thì chúng ta mới làm nó mới nét được. Còn mình thì nó quá quen thuộc rồi, mình thay dây đàn nó khách thường xuyên này. Đấy, mình quay lại thế là chắc lắm rồi. Ok, mọi thắc mắc về đàn, mua đàn hay điều chỉnh đàn là các bạn cứ alo cho mình cho số 0962 33 919, liên hệ qua mình qua Zalo đấy luôn được. Ok, chào mọi người nhá.